Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh tập trung phát triển trục kinh tế động lực dọc sông Hồng. Đây là trục kinh tế đóng vai trò hạt nhân đối với liên kết không gian phát triển kinh tế của tỉnh. Để hiện thực hóa, hai huyện Bảo Yên và Văn Bàn đang tập trung quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư vào đô thị Tân An - Bảo Hà, phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị cửa ngõ của tỉnh. Theo quyết định số 321 ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy hoạch dọc sông Hồng kết nối đô thị Phố Lu với đô thị Bảo Hà Tân An có tổng diện tích 3.650 ha, nằm trong không gian trục động lực sông Hồng, tập trung phát triển hệ thống đô thị vệ tinh, trung tâm sản xuất công nghiệp, nông lâm nghiệp, hình thành các khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, dịch vụ du lịch. Chính quyền địa phương và người dân trong vùng quy hoạch đồng thuận cao, đồng thời mong muốn quy hoạch sớm được triển khai. Khi mà đã quy hoạch tổng thể và đồng bộ thì người dân là sẽ mang lại được cái lợi ích, tạo điều kiện để mà coi như khách, thu hút được khách thập phương. Tăng cường quản lý nhà nước đối với là việc sử dụng đất, đối với là các hộ dân đang có là đất ở trên khu vực được quy hoạch nhằm thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội đối với địa phương xã Tân An. Xác định tầm quan trọng của đô thị Tân An - Bảo Hà đối với trục động lực sông Hồng, hai huyện Văn Bàn và Bảo Yên đã tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xã hội đồng bộ, mở rộng kết nối đô thị, giảm thiểu khoảng cách, hướng tới phát triển tổng thể dọc sông Hồng bền vững trên cơ sở bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, phát huy giá trị di sản, xây dựng cảnh quan đồng bộ dọc hai bên sông Hồng. Hoàn thành và triển khai các cái quy hoạch chi tiết của xã Tân An và bổ sung vào cái quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối giữa sân bay Sapa, cảng không Sapa với xã Tân An và sau này lên đô thị Tân An Bảo Hà. Huyện Bảo Yên cũng đã phối hợp cùng với lại Văn Bản, Bảo Thắng và đặc biệt là chỉ đạo các xã nằm trong vùng quy hoạch đấy, tăng cường cái công tác quản lý toàn bộ cái phạm vi mà đã được lập cái quy hoạch chung. Với vai trò đô thị cửa ngõ, tương lai không xa khi hệ thống giao thông gồm 4 loại hình đường hàng không, đường thủy, đường sắt và đường bộ cùng hội tụ sẽ tạo ra dư địa lớn để các địa phương dọc hai bên sông Hồng thu hút đầu tư, tạo bước đột phá trong thực hiện các mục tiêu phát triển của khu vực nói riêng, của tỉnh nói chung.